Chào mừng các bạn đã quay trở lại với It Mobile Channel. Bên tay trái của mình thì là Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Còn bên tay phải thì sẽ là Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Cả hai chiếc máy thì đều là những chiếc siêu phẩm đáng mua của nhà Samsung. Nhưng nếu như để so sánh chi li và cũng như là ở cái tầm giá ở thời điểm này thì sản phẩm nào sẽ thực sự đáng mua hơn? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài so sánh giữa Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G và Samsung Galaxy S21 Ultra 5G nhé. Và mức giá của cả hai sản phẩm này các bạn có thể tham khảo tại Intermobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên đó là so sánh về thiết kế ngoại hình bên ngoài thì các bạn sẽ thấy rằng hai chiếc máy này nó cũng sẽ có những điểm khác biệt nhau, bởi vì một sản phẩm là của dòng Note, còn một sản phẩm thì là của dòng S. Những chiếc máy dòng Note thì luôn luôn có những cái điểm đó là chiếc máy chúng ta sẽ được thiết kế vuông vắn hơn, những góc cạnh nhìn nó sẽ vuông vuông hơn. Còn với những sản phẩm dòng S như thế này thì nó sẽ luôn được làm bo tròn ở những cái góc để tạo ra được một cái vẻ thùy mị và nó mềm mại hơn. Và qua cái quá trình mà mình trải nghiệm cầm nắm thì rõ ràng Samsung Galaxy S21 mang đến cho mình một cái trải nghiệm cầm nắm dễ chịu hơn. Nó không bị cấn bởi những góc vuông như trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Nên mình đánh giá trải nghiệm cầm nắm Galaxy S21 Ultra 5G ngon hơn. Thế nhưng mà nếu như để mà nhìn vào cái mặt lưng này thì mình lại đánh giá là Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G nó có thiết kế mặt lưng đẹp hơn và tổng thể của nó khi mình nhìn vào nó vẫn đã mắt hơn so với Samsung Galaxy S21 Ultra. Nên các bạn sẽ lưu ý điểm này, các bạn cần trải nghiệm cầm nắm thì chọn Galaxy S21 Ultra, còn các bạn cần ngoại hình phải đẹp thì Galaxy Note 20 Ultra. Thế nhá. Quay ra đến phần mặt trước thì chúng ta vẫn sẽ có ở đây là gì? Đều tấm nền Dynamic AMOLED 2X. Đều là màn hình với độ lớn kích thước cũng xem nhau. Galaxy Note 20 Ultra 5G chúng ta sẽ có màn hình kích thước là 6.9 inch, trong khi đó thì Galaxy S20 Ultra 5G thì nó sẽ là 6.8 inch, tức là nó chênh nhau chỉ một tí mà thôi. Còn về những thứ khác như là màu sắc, góc nhìn cũng như là về độ nét thì hai sản phẩm này đều mang đến cho chúng ta trải nghiệm là như nhau, không hơn kém nhau một tí gì cả. Nhưng sẽ có điểm đó là Galaxy S21 Ultra bởi vì nó được nâng cấp một phần ở trên cái màn hình này, thế nên nó cũng đã có thứ ngon hơn, đó chính đến từ cái phần đó là độ nét trên cái tần số quét. Tức là sao? Tức là đối với sản phẩm Samsung Galaxy S21 Ultra này, bây giờ chúng ta đã có thể mở lên màn hình ở độ phân giải cao nhất là 2K kết hợp với cái tần số quét đấy là 120Hz, chứ không phải hy sinh giống như trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra này nữa. Còn đối với sản phẩm Samsung Galaxy Note 20 Ultra này, nếu như các bạn muốn có màn hình 2K thì bắt buộc các bạn phải sử dụng nó ở 60Hz. Còn nếu như các bạn muốn có màn hình mượt hơn 120Hz thì các bạn lại phải hạ độ phân giải của nó về Full HD. Thế nên chúng ta sẽ phải hy sinh một trong hai. Còn sản phẩm này thì các bạn muốn có gì cũng được, các bạn muốn có 2K, các bạn muốn có 120Hz, nó đều có thể hoạt động ở mức tối đa. Từ đó thì chúng ta sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất trên màn hình. Ngon hơn đúng không ạ? Còn về cái vị trí đục lỗ của camera trước, hai sản phẩm này đều là như nhau, kích thước thì nó cũng sẽ tương đồng. Ok, đến một cái thứ nữa mà chúng ta cũng sẽ quan tâm, đó chính là về phần cấu hình hiệu năng của hai sản phẩm. Thì đối với chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra 5G của thị trường Việt Nam, chúng ta vẫn sẽ có con chip là Exynos 2100, cùng với đó là 12GB RAM. Còn với cái chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G này thì tất nhiên các bạn đã quá rau rồi, Exynos chỉ 90 rồi 12GB RAM. Và mình cũng đã chấm thử điểm AnTuTu trên hai chiếc máy này thì cái chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra nó cho chúng ta số điểm cao hơn rất là nhiều. Mình sẽ mở ra ở đây cho các bạn xem nhá. Thì chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra 5G chúng ta sẽ đạt được số điểm cao hơn rất là nhiều là 644.280 điểm so với chỉ là 595.000 trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G mà thôi. Từ đó thì các bạn có thể thấy rằng hiệu năng của nó đã được cải thiện cùng với cái phần mềm UI mới, thì chắc chắn các bạn cũng sẽ có những cái thứ gọi là tuyệt vời hơn ở trong cái trải nghiệm hàng ngày lẫn trải nghiệm chơi game. Và đây thì các bạn sẽ nhìn thấy một số những cái mà mình mở cơ bản ở trên chiếc máy này thôi thì nó đã mang đến cho chúng ta một cái tốc độ phản hồi rất là nhanh rồi. Chạm vào là mở, chạm là mở, camera cũng chạm là mở, không có bất kỳ điều gì delay ở đây cả. Và kể cả trong những trải nghiệm khi mình chơi game thì con chip Exynos 2100 này nó cũng đã cải thiện được những cái nhược điểm mà Exynos 990 đang gặp phải, giúp cho các bạn sẽ không còn bất kỳ một cằn nhằn gì trong quá trình sử dụng chiếc máy này nữa. Nên có thể nói hiệu năng cũng như là màn hình là những cái điểm nâng cấp đáng giá trên Samsung Galaxy S21 Ultra 5G so với Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G mà mình đã có ở cạnh bên.
Đến với một trải nghiệm nữa mà mình cũng đánh giá rất cao ở cái chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, đó chính là ở phần máy ảnh. Nếu như chúng ta chỉ so sánh cả biến chính của Galaxy S21 Ultra 5G cùng với Note 20 Ultra 5G thì các bạn cũng sẽ đều có những cái thông số khá là giống nhau, như là chúng ta đều có camera 108MP này, chúng ta cũng sẽ có camera góc thường, rồi camera góc siêu rộng, rồi camera tele. Thế nhưng cái chiếc máy này Galaxy S21 Ultra 5G nó sẽ có nhiều hơn một cảm biến tele nữa, đó là chúng ta có cảm biến tele 3x này, rồi chúng ta lại có thêm cảm biến tele zoom quang 10x này. Nên khi mà các bạn sử dụng nó để zoom lên mức 10x thì các bạn vẫn sẽ có chất lượng hình ảnh rất là ngon, bởi vì khi đó nó vẫn đang là zoom quang, zoom bởi ống kính chứ không phải zoom hybrid như trên cái chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Ngon đúng không? Và còn hơn nữa, đó là khi mình sử dụng camera zoom trên chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra 5G thì mình nhận thấy rằng là ở cùng một tiêu cự, đó là zoom 50, thì cái chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra 5G mang đến cho chúng ta mối chất lượng hình ảnh với chi tiết ngon hơn, ảnh mịn hơn, nó không có bị hiện tượng rỗ rỗ bệt bệt giống như trên Note 20 Ultra 5G. Nên khi các bạn sử dụng cái tính năng zoom trên Galaxy S21 Ultra 5G, nó đã ngon hơn rất là nhiều. Mặc dù là camera chính thì mình chụp hai chiếc máy này mang lại những cái trải nghiệm hình ảnh nó đều tương tự như nhau. Các bạn nhìn thấy ở đây này, màu sắc rồi cho tới các thứ thì nó cũng đều tương tự như nhau. Zoom lên thì hai cái bức ảnh nó cũng đều mang lại chi tiết như nhau. Nói chung là camera chính thì nó chẳng có nâng cấp gì mới, nhưng mà camera tele zoom quang thì Samsung Galaxy S21 Ultra 5G nó đã ngon hơn rất là nhiều. Rồi cho tới phần tính năng thì chúng ta cũng sẽ có thêm một số những cái tính năng mới thú vị hơn, như là ở cái tính năng quay video góc nhìn đạo diễn thì nôm na nó các bạn có thể hiểu là chúng ta có thể sử dụng ngay cả hai camera để có thể quay cùng một lúc. Nói chung đơn giản như vậy mà thôi. Còn về tính năng S Pen thì đối với Galaxy S21 Ultra 5G, năm nay chúng ta cũng đã có khả năng sử dụng được S Pen, và như ở đây mình có kết hợp sử dụng bút S Pen của Galaxy Note 20 cho Galaxy S21 thì nó vẫn nhận hoàn toàn bình thường. Nhưng mà do cái chiếc Galaxy S21 Ultra 5G nó không có khe để nhét S Pen vào nên chắc chắn là nó sẽ không thể sạc được, và nó cũng không thể dùng được những cái tính năng không dây giống như trên Galaxy dòng Note. Nên đây vẫn sẽ là những cái thứ gọi là yếu điểm của cái chiếc máy dòng S, khi mà nó vẫn chưa thực sự trở thành được một chiếc máy Note. Không biết năm nay Note 21 có ra hay không, như đồn đoán thì là sẽ không có Note, nhưng mà biết đâu được Samsung lại tung ra dòng Note ở cuối năm thì sao, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng về việc một chiếc máy dòng S mà dùng được S Pen và mang đến cho chúng ta những cái tính năng của Note thì nó cũng đã là một vấn đề tuyệt vời. Còn nếu như ai mà vẫn cần đến S Pen không dây hay là những cái tính năng đặc thù của S Pen, và cũng như là phải mang được cái S Pen một cách gọn nhẹ, thì vẫn nên lựa chọn Galaxy Note 20 Ultra 5G. Nói chung đó là video so sánh của mình. Rõ ràng Galaxy S21 Ultra 5G nó đã ngon hơn rất nhiều ở những thứ như là về màn hình, như là về cấu hình hiệu năng trải nghiệm, và cũng như là về cái phần camera zoom. Trong khi đó thì Galaxy Note 20 Ultra 5G thì vẫn là một sản phẩm cao cấp và vẫn rất đáng mua ở thời điểm hiện tại, khi mà mức giá của nó bây giờ cũng đã được giảm giá rất là ngon tại Intermobile. Và nếu như các bạn không thực sự quan tâm nhiều đến vấn đề hiệu năng khi mà chơi những tựa game hardcore, các bạn chỉ cần chơi game nó tốt, nó ngon, nó không bị giật lag giống như những sản phẩm tầm trung, là cái chiếc máy Note 20 Ultra 5G nó cũng đã quá ngon rồi. Còn các bạn thấy sao về hai chiếc máy này? Theo các bạn thì đâu là sản phẩm thực sự đáng mua ở thời điểm hiện tại trong hai cái chiếc máy siêu phẩm của nhà Samsung? Xin comment để lại ý kiến của bạn phía bên dưới phần luận của video. Còn video này thì dừng lại tại đây. Các bạn đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của Intel Mobile, cũng như bấm vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả của video tham khảo thêm mức giá của Samsung Galaxy S21 Ultra 5G và Galaxy Note 20 Ultra 5G nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.